Thưa quý vị, cùng với các địa phương trong cả nước, thành phố Hồ Chí Minh đang sẵn sàng cho ngày hội tổng quân năm 2021. Năm nay thành phố có gần 4.000 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nếu như Bà Rịa Vũng Tàu có một nữ công dân nhập ngũ, thì tại thành phố mang tên Bác có hai nữ công dân với nguyện vọng được rèn luyện trong môi trường quân đội, được cống hiến sức trẻ, thực hiện nghĩa vụ với đất nước nhiều bao bạn bè đồng trang lứa khác. Câu chuyện ai thế nào vì sao sáng hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những bóng hồng nhập ngũ đặc biệt này. Vẻ ngoài xinh đẹp mảnh mai cùng làn da trắng ngần, Nguyễn Đào Thúy Vi dễ tạo cho nhiều người lần đầu gặp ấn tượng về một hot girl, một cô gái thời thượng, đúng mốt giới trẻ. Vậy nhưng nấp sau nét duyên dáng bề ngoài là một cô gái mạnh mẽ, quyết liệt với mong muốn được tham gia trong môi trường quân đội. Em nghĩ nó sẽ khác xa với môi trường hiện tại em ở hoặc là ở chung với gia đình. Em nghĩ là em sẽ rất quyết tâm cao độ nhất có thể. Dạ, với lại em sẽ thay đổi, em nghĩ là em sẽ thay đổi bản thân mình rất rất nhiều. Vừa tốt nghiệp cử nhân Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, hoàn toàn có thể chọn cho mình một công việc nhẹ nhàng phù hợp. Thế nhưng ở tuổi 24, Thúy Vi muốn thử sức mình, muốn được phục vụ trong quân đội như truyền thống gia đình. Và bởi Thúy Vi muốn tiếp bước người mẹ quân nhân, người Vi xem như thần tượng lớn nhất của mình. Cũng mong là khi mà cái cháu bước vào cái môi trường này thì cháu cố gắng là học tập, rèn luyện. Thứ nhất là được đứng vào ngũ của Đảng. Rồi sau đó là hoàn thành tốt công việc phấn đấu, rèn luyện. Được trải nghiệm rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội cũng là mong muốn của bạn Nhâm Nhã Tiên, Bí thư đoàn phường 3, quận Tân Bình. Thế nên dù đang công tác tốt, được đánh giá cao, nữ cán bộ đoàn này vẫn quyết tâm viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trở thành người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, đó là niềm ao ước bấy lâu của tôi. Khi biết tin mình trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay, cảm xúc đầu tiên của tôi là rất là vinh dự và tự hào. Không chỉ là đảng viên đi trước, nữ tân binh tương lai Nhâm Nhã Tiên còn cho thấy tinh thần xung kích tiên phong của người đoàn viên, người thanh niên thành phố mang tên Bác, không nề hà bất cứ nhiệm vụ nào, cũng không có giới hạn nào để các nữ thanh niên không thể cống hiến sức mình. Ở quận giao cho phường 3 chỉ tiêu là 7 thanh niên, thì trong đó là phường 3 thì đảm bảo theo cái chỉ tiêu, thì trong đó có đặc biệt là có một bạn thanh niên nữ mà là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tình nguyện tham gia phục vụ cho quân đội, đó là bạn thanh niên Nhâm Nhã Tiên. Gần 4.000 thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đang sẵn sàng lên đường phục vụ Tổ quốc. Trong hàng ngũ những thanh niên ưu tú ấy, có những bóng hồng đầy ấn tượng đang khát khao được cống hiến, được rèn luyện và trưởng thành để tô đẹp thêm hình ảnh người con gái Việt Nam thời nay năng động, hiện đại mà cũng hết sức can trường, mạnh mẽ.